ngày 10 tháng 6, Công an huyện Ca Bang, tỉnh Gia Lai cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Triệu Văn Thu, sinh năm 1971, trú làng Cao Sơn, xã Tơ Tùng, huyện Ca Bang, về tội sản xuất trái phép chất ma túy. Trước đó, vào tháng 2 năm 2024, Công an huyện Ca Bang nhận được đơn tố giác của bà Bùi Thị Oanh, sinh năm 1959, vợ của đối tượng Triệu Văn Thu, về việc chồng bà trồng số lượng lớn cây có đặc điểm giống cây thuốc viện. Từ nguồn tin tố giác, Công an huyện Ca Bang đã tiến hành kiểm tra nhà đối tượng Thu và phát hiện có 485 cây thuốc viện với kích thước khác nhau. Mở rộng kiểm tra, cơ quan công an thu giữ tại phòng ngủ đối tượng hai hộp nhựa, một ly sứ bên trong có chất rắn màu đen mà Thu khai nhận là sai thuốc viện, một bộ dụng cụ tự chế để sử dụng thuốc viện. Quá trình điều tra, Thu tự nguyện giao nộp các công cụ mà Thu sử dụng để chiết xuất, chế biến nhựa cây thuốc viện tạo ra chất ma túy. Đồng thời, Thu còn khai nhận đem những quả cây thuốc viện từ tỉnh Lạng Sơn vào trồng ở xã Tơ Tùng, huyện Ca Bang. Khi cây trưởng thành, Thu lấy lá để ăn sống, còn quả thì chiết xuất ra nhựa thuốc viện để sử dụng. Cơ quan chức năng xác định, hành vi trồng cây thuốc viện của Thu sau đó chiết xuất lấy nhựa thuốc viện trộn với các chất khác để sử dụng là hành vi tạo ra chất ma túy, có dấu hiệu của tội sản xuất trái phép chất ma túy nên tiến hành khởi tố để xử lý theo quy định.